sẽ giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó về cuộc sống, con người của người Pháp, thu nhập của người Pháp như thế nào, cũng như những người Việt Nam của mình định cư ở Pháp, để cho các bạn có một cái tầm nhìn về cuộc sống Pháp thực tế, về cái tình hình kinh tế thực tế ở Pháp. Bonjour, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Melissa, kênh chia sẻ về kiến thức Pháp, kênh chia sẻ về cuộc sống Pháp. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cái chuỗi đề tài việc làm ở Pháp, luật lao động ở Pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài rất là hấp dẫn. Chúng ta nói về tiền lương ở Pháp, lương tối thiểu mà một người chủ doanh nghiệp hay là một công ty không có quyền trả thấp hơn cái mức lương quy định bởi pháp luật, bởi luật lao động ở Pháp. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về cái mức lương đó. Cái lương tối thiểu ở Pháp nó gọi là lương SMIC. Le SMIC tiếng Pháp có nghĩa là le salaire minimum interprofessionnel de croissance, và người ta gọi tắt là SMIC. Đây là một cái mức lương tối thiểu quy định bởi pháp luật mà một người chủ doanh nghiệp không có quyền trả thấp hơn cái mức lương này. Cái mức lương này sẽ được tăng hàng năm vào ngày 1 tháng 1 của mỗi năm. Thỉnh thoảng nó có thể tăng ở giữa năm nhưng rất là hiếm. Cái mức lương tối thiểu này nó bảo vệ người lao động. Và đây là cái mức lương mình sẽ đọc cho các bạn, được quy định và trên cái trang web của Service Public là một cái trang web chính thức của chính phủ Pháp. Và cái mức lương tối thiểu quy định của năm 2021 là cái lương brut một giờ phải là 10,25 euro. Nghĩa là người lao động phải được nhận ít nhất là 10,25 euro cho một giờ lao động, là lương brut. Và chúng ta tính sang net thì là khoảng là 8,11 euro. Có nghĩa là một người lao động bình thường phải nhận tối thiểu là 8,11 euro cho một giờ lao động. Đó là bắt buộc. Đó là quy định của pháp luật, của luật lao động ở Pháp. Mức lương tối thiểu được tính theo tháng, tức là một tháng. Nếu như bạn làm 35 tiếng trên một tuần thì bạn phải nhận được là 14.476 euro, 58 euro một tháng brut ha các bạn. Và net là cái số lương bạn nhận được chính thức thì khoảng là 1.231 euro. Số lương năm, nghĩa là một năm một người lao động được lương tối thiểu thì họ cũng phải nhận được 18.655 euro brut. Tính ra net là, nếu các bạn còn chưa hiểu giữa cái brut và cái net thì các bạn hãy quay lại xem cái video mình đã làm phân biệt giữa salaire brut và salaire net, hay là lương brut và lương net, cái sự khác nhau nó như thế nào. Mình đã làm một cái video rồi và mình sẽ để lại trong phần miêu tả với các bạn. Vừa rồi là một số chia sẻ về cái lương tối thiểu quy định ở Pháp. Thì qua đó chúng ta cũng hiểu là nếu như một người lao động bình thường ở Pháp, họ phải nhận được là 1.554 euro một tháng brut. Và cái số tiền mà họ cầm được trong tay một tháng ít nhất cũng phải là 1.231 euro net. Mong rằng cái sự chia sẻ về cái mức lương tối thiểu ở Pháp sẽ giúp cho các bạn hiểu được một phần nào đó về cuộc sống, con người của người Pháp, thu nhập của người Pháp như thế nào, cũng như những người Việt Nam của mình định cư ở Pháp, để cho các bạn có một cái tầm nhìn về cuộc sống Pháp thực tế, về cái tình hình kinh tế thực tế ở Pháp. Nếu các bạn đã yêu thích cái sự chia sẻ này thì hãy comment, bình luận, đặt ra những câu hỏi nếu các bạn còn có nhiều câu hỏi khác, cũng như chia sẻ những cái thông tin này cho những ai cần nó. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào tạm biệt. Au revoir.